Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Hôm nay Tân Đại Dương xin gửi đến các bạn những thông tin để các bạn có thể tham khảo về du học Mỹ. Đó là xin giới thiệu đến các bạn trường cao đẳng Grayson County. Đây là trường được thành lập năm 1965, cung cấp các chương trình học thuật và dạy nghề nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên muốn chuyển tiếp lên đại học 4 năm hay ra làm việc ngay lập tức. Khuôn viên trường rộng khoảng 194 hecta, cách Dallas khoảng 112 cây số về hướng bắc. Trung tâm IELTS gần nhất là thành phố Oklahoma. Loại học viện gồm có cao đẳng 2 năm, nam và nữ học chung, trường công lập. Bằng cấp là bằng cao đẳng, điều kiện nhập học như sau. Trường sẽ gửi thư chấp nhận có điều kiện đến những du học sinh đã đáp ứng đầy đủ điều kiện nhập học, nhưng vẫn chưa đạt được trình độ tiếng Anh thông thạo. Về tiếng Anh thì cần yêu cầu của trường IELTS gồm có cao đẳng là 107, TOEFL là cao đẳng 450, TOEFCP cao đẳng là 133. Thời gian nộp đơn là 4 tuần trước khi nhập học, số lượng sinh viên là 3.200. Và để được tư vấn miễn phí về chương trình chọn trường chọn ngành, các bạn vui lòng gọi đến hotline 0996277629 hoặc 0166515771. Chương trình giảng dạy, trường GCC cung cấp các khóa học cao đẳng để hoàn tất cho 2 năm đầu của một bằng cử nhân. Bằng cao đẳng khoa học ứng dụng và bằng cao đẳng về khoa học sẽ được trao cho những sinh viên đã hoàn tất một số chương trình học 2 năm. Trường có các chương trình chuyển tiếp lên đại học trong các ngành sinh học, hóa học, kỹ sư, địa lý, toán, nhạc, thể dục, vật lý, tâm lý học, xã hội học, v.v. được chứng nhận bởi SACS. Về chi phí, học phí và các chi phí khác, phí nhà ở trung bình trong một năm. Về học phí, ngành khóa cao đẳng là 3.000 đô, phí nhà ở cao đẳng là 3.285 đô. Trường không có các hỗ trợ hay học bổng dành cho du học sinh. Các chuyên ngành đào tạo bằng cao đẳng 2 năm, kế toán, ngôn ngữ dấu hiệu Mỹ, nghệ thuật, mỹ thuật, sinh học, quản trị kinh doanh, hóa học, công nghệ bảo trì máy tính, khoa học máy tính, mỹ dung học, luật hình học, trợ lý nha khoa, kinh tế học, tiếng Anh, địa chất học, lịch sử, khoa học nhân văn, triết học, vật lý, v.v. Nhà ở và đời sống sinh viên thì GCC có ký túc xá dành cho sinh viên ngay trong khuôn viên của trường, cung cấp các loại phòng riêng hay các phòng nữ riêng nữ chung cho cả nam và nữ. Trường cũng có cung cấp các bữa ăn và sinh viên có thể tùy chọn muốn hay không dịch vụ này. Về đời sống sinh viên, những hoạt động trong khuôn viên trường bao gồm có khiêu vũ, kết bạn, ca hát và các chương trình sân khấu nghệ thuật. Ngoài ra, sinh viên còn có thể tham gia các câu lạc bộ và tổ chức dành cho sinh viên. Các hoạt động thể dục thể thao của trường bao gồm như bóng rổ, bóng chày, đánh gôn và bóng chuyền nữ. Hãy liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, du học Tân Đại Dương để được hướng dẫn về thủ tục hồ sơ nhập học, cập nhật những thông tin mới nhất từ trường. Các bạn vui lòng gọi đến số 0996277629 hoặc 0166515771, hoặc các bạn có thể đến trực tiếp công ty tại địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, và có thể truy cập vào các website của công ty để tìm hiểu thêm, đó là tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Chị Bích có thể giới thiệu cho các bạn là các cái thủ tục giấy tờ để đăng ký vào các trường đại học ở Mỹ được không ạ? Thì đầu tiên đó là đơn xin nhập học. Đơn xin nhập học này nó sẽ thể hiện cái nguyện vọng của bạn, là một cái tờ đơn mà thể hiện nguyện vọng của bạn muốn xin nhập học vào trường. Mẫu hồ sơ của các trường khác nhau thì đều được đăng tải trên trang web của các trường, thì các bạn có thể vào đây để mà tải về và điền đầy đủ thông tin trước khi gửi hồ sơ trực tiếp qua cho trường. Một bộ hồ sơ trong đó tất nhiên sẽ không thể thiếu những giấy tờ về học tập như là học bạ cấp 3, bằng tốt nghiệp cấp 3, bảng điểm cao đẳng đại học, bằng tốt nghiệp cao đẳng đại học. Tất cả những giấy tờ học tập này các bạn đều phải dịch thuật sang tiếng Anh và gửi qua cho trường. Kế đến nữa là điểm các kỳ thi chuẩn hóa. Tùy theo cái nhu cầu tuyển sinh của các trường mà các bạn cần phải nộp các bảng điểm và bằng cấp có liên quan, bao gồm điểm thi IELTS TOEFL dành cho sinh viên quốc tế, điểm SAT 1 và 2, điểm ACT và bài luận là một phần không thể thiếu khi xin I-20 vào các trường đại học tại Mỹ.
Thì đây, bài luận này khoảng 250 từ. Các bạn sẽ viết theo đề tài tự chọn hoặc là đề tài bắt buộc. Các bạn nên nhớ là phải cố gắng tập trung để viết một bài luận thật ấn tượng. Về phần hồ sơ tài chính thì sẽ bao gồm là các giấy tờ về như là giấy xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng, bắt buộc phải đứng tên người bảo trợ tài chính cho các bạn để hội đồng tuyển sinh họ xét duyệt và họ sẽ cấp I-20. Cuối cùng đó là lệ phí nhập học. Thì lệ phí này sẽ tùy thuộc vào từng trường, thì với mức trung bình là khoảng từ 50 đô đến 150 đô. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.